Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Buổi thi sáng 28 tháng 6, cả nước có 9 thí sinh bị đình chỉ thi. Trước 28 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo nhanh về môn thi tổ hợp khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Theo đó, ở tổ hợp khoa học tự nhiên, 3 môn thành phần vật lý, hóa học, sinh học đều có tỷ lệ thí sinh dự thi trên 99,6%. 3 môn thành phần của tổ hợp khoa học xã hội là lịch sử, địa lý, giáo dục công dân có tỷ lệ thí sinh dự thi trên 95%. Buổi thi sáng 28 tháng 6, cả nước có 9 thí sinh bị đình chỉ thi, so với năm 2023 là 22 thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá chung, buổi thi sáng 28 tháng 6 diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Theo ghi nhận chung, hoàn thành phần thi tổ hợp, thí sinh rời trường thi trong tâm trạng thoải mái vì đề không quá khó, bám sát chương trình học. Vào lúc 17 giờ chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp báo về công tác tổ chức coi thi năm 2024. Chiều nay, 28 tháng 6, thí sinh tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ từ 14 giờ 30 phút, thời gian làm bài 60 phút. Đây cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trước 28 tháng 6, theo tổng hợp nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, buổi thi đầu tiên của ngày thi thứ hai có thêm 2 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu và điện thoại di động vào khu vực thi. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh bị đình chỉ thi nếu vi phạm một trong các lỗi sau, đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo, mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi, phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ, đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi, viết, vẽ vào giấy làm bài thi những nội dung không liên quan đến bài thi, có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác, không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi. Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi, môn thi trong kỳ thi năm đó. Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh than khó môn sinh, thở phào với môn lịch sử. Trưa 28 tháng 6, kết thúc giờ làm bài các môn thi thành phần thuộc bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, nhiều thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ở điểm thi trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh, Mai Nguyễn Hồng Phúc, học sinh lớp 12A13, trường Trung học phổ thông Trần Văn Dấu cho biết: "Em đăng ký thi tổ hợp khoa học xã hội, môn thi khó nhất đối với em là lịch sử do đề thi dài, câu hỏi trải dài ở nhiều giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, nếu ôn tập nghiêm túc vẫn đạt 8 điểm. Với môn địa lý, em thấy đề thi khá dễ thở do gần nửa câu hỏi sử dụng atlas địa lý. Riêng môn giáo dục công dân có một số câu hỏi tình huống hơi lạ khiến em phải đọc kỹ đề mới loại trừ được đáp án", Hồng Phúc cho biết. Tương tự, Bùi Trần Quỳnh Như, học sinh lớp 12A9 trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám nhận định, ở môn giáo dục công dân, các năm trước đề thi cho tình huống rồi hỏi ai vi phạm nhưng năm nay lại hỏi ai không vi phạm. Vì vậy, nếu thí sinh không đọc kỹ đề sẽ chọn đáp án sai. Ở môn lịch sử, Quỳnh Như cho rằng đề thi có cấu trúc tương tự đề minh họa. Trong đó, phần lịch sử Việt Nam chiếm số lượng câu hỏi chủ yếu, kiểm tra kiến thức cơ bản, không yêu cầu học sinh so sánh hay vận dụng cao. Đối với tổ hợp khoa học tự nhiên, Hoàng Ngọc Thành Nam, học sinh lớp 12A7, trường Trung học phổ thông Trần Văn Dầu cho rằng môn sinh học đề dài và khó nhất, môn vật lý đề thi có mức độ phân hóa trung bình, riêng môn hóa học vẫn là môn thi gỡ điểm giống các năm trước. Theo đó, đề thi môn hóa học chủ yếu kiểm tra kiến thức cơ bản, trong khi môn sinh học có nhiều dữ liệu gây rối. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, quận 1, hai thí sinh Võ Thành Đạt, học sinh lớp 12A12 và Phí Trịnh Phương Anh, học sinh lớp 12A1 nhận định, cả hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đều có cấu trúc tương đương năm 2023. Nhìn chung, mức độ phân hóa của các môn thi không cao hơn so với năm ngoái. Học sinh ôn tập kỹ lưỡng có thể đạt điểm 7, 8, riêng điểm 9, 10 đòi hỏi khả năng tư duy, sâu chuỗi kiến thức. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đối với tổ hợp khoa học tự nhiên, toàn thành phố có 49.444 thí sinh đăng ký bài thi vật lý, 49.730 thí sinh thi môn hóa học và 49.234 thí sinh thi môn sinh học. Đối với tổ hợp khoa học xã hội, có 37.037 thí sinh thi môn lịch sử, 36.836 thí sinh thi môn địa lý và 29.421 thí sinh thi môn giáo dục công dân. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 670.000 trong khoảng 1 triệu thí sinh năm nay chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội, chiếm 63%, tỷ lệ này cao nhất 7 năm qua, còn lại chọn bài thi khoa học tự nhiên. Tại Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi, số thí sinh chọn thi hợp khoa học xã hội đông hơn hẳn thi khoa học tự nhiên. Thí sinh Trần Minh Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội, chọn tổ hợp toán Lý Anh để xét tuyển. Em nhận xét đề thi lý hơi dài, trong số 40 câu thì em làm chắc chắn đúng 30 câu. Đề thi hơi khó so với đề thi minh họa. Một số thí sinh cũng nhận xét đề sinh, hóa đều hơi dài. Thí sinh Dương Gia Bảo, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, em dự định dùng kết quả các môn thi toán, lý, Anh, văn, sử để xét tuyển ngành marketing của Học viện Ngân hàng. Nhận xét đề thi khoa học xã hội không khó, ví dụ như môn địa lý, chỉ cần sử dụng Atlas Địa lý Việt Nam cũng làm bài được 6-7 điểm. Thí sinh Đỗ Quỳnh Chi sử dụng tổ hợp toán văn Anh để xét vào ngành tiểu học trường Đại học Sư phạm Hà Nội nên cũng chỉ thi bài tổ hợp để xét tốt nghiệp. Thí sinh Nguyễn Trần Gia Bảo chọn thi tổ hợp khoa học xã hội để xét tốt nghiệp. Đánh giá các môn thi thành phần đều dễ, là học sinh chuyên sử trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội, Bảo cho biết em đã đỗ sớm các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ, do đó chỉ thi để xét tốt nghiệp. Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi trường Trung học cơ sở Văn Yên, quận Hà Đông, Hà Nội, số thí sinh dự thi tổ hợp khoa học xã hội đông hơn hẳn tổ hợp khoa học tự nhiên. Đánh giá của nhiều thí sinh đều cho rằng đề thi khoa học xã hội dễ. Buổi chiều 28 tháng 6, thí sinh sẽ làm bài thi ngoại ngữ, bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, 10 thí sinh vi phạm quy chế trong ngày thi đầu tiên. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi môn toán chiều 27 tháng 6, cả nước có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó một em bị khiển trách, 2 em bị đình chỉ thi. Trước đó, trong buổi thi môn ngữ văn buổi sáng cùng ngày, có 7 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi. Tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi bị kỷ luật trong ngày đầu tiên của kỳ thi là 10 em, giảm 6 trường hợp so với năm 2023, có 12 thí sinh vi phạm quy chế ở môn ngữ văn và 4 em vi phạm quy chế ở môn toán. Trong ngày đầu tiên, không có cán bộ vi phạm quy chế thi. Tổng số thí sinh đến dự thi môn toán là trên 1.046 triệu em, trên tổng số hơn 1.005 triệu thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99,61%. Đánh giá chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo về buổi thi toán cũng như ngày đầu tiên của kỳ thi đã diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Sáng 28 tháng 6, thí sinh tiếp tục dự thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên, gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, từ 7:35 mỗi môn 50 phút. Bộ Công an thông tin chính thức vụ tung tin lộ đề thi môn văn. Chiều 27 tháng 6, lãnh đạo A05 thông tin chính thức vụ việc tung tin lộ đề thi môn văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Theo đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng bảo đảm an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, A05 phát hiện tài khoản TikTok M Quang N đăng tải 2 video chia sẻ hình ảnh mô tả cho nhận định ở tiêu đề có liên quan đến thông tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Qua các biện pháp công tác, A05 đã xác định được chủ tài khoản TikTok M Quang N đăng tải thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 là Ngô Minh Quyêu, sinh năm 2006, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, là học sinh trường Trung học phổ thông Trần Đăng Ninh. Ngày 26 tháng 6, A05 đã phối hợp Công an huyện Ứng Hòa, Công an xã Quảng Phú Cầu mời Ngô Minh Quyêu và ông Trần Văn Vê, người nhà của Quyêu, lên trụ sở Công an Quảng Phú Cầu làm việc. Tại đây, Ngô Minh Quyêu khai nhận bản thân một mình quản trị tài khoản TikTok M Quang N. Ngày 22 tháng 6, tình cờ đọc được thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên kênh TikTok Điểm sáng văn học năm 2024. Đồng thời, bản thân Quyêu cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Quyêu cũng có cảm quan về đề thi trùng với thông tin đăng tải. Vì vậy, Ngô Minh Quyêu đã tạo dựng video chia sẻ lại nội dung liên quan đến đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 lên tài khoản TikTok của mình để mọi người có thể tham khảo. Ngô Minh Quyêu không có mục đích nào khác, không cố ý gây hoang mạc dư luận. Sau khi làm việc với cơ quan công an, Ngô Minh Quyêu đã cam kết tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên tài khoản TikTok M Quang N, cam kết không tái phạm.